trong video tại sao có người nói sinh lên cõi trời là nạn. Sư có nói ở các tầng trời có nhiều vị thánh lắm, con xin hỏi là nếu các vị đã chứng thánh quả thì tại sao khi kết thúc thân mạng các vị không nhập niết bàn luôn mà lại sinh về cõi trời? Các ngài về đó vì đại nguyện hay vì nguyên do nào thưa sư? Ờ nó giống như một cái chiếc xe mà khi chạy nó thắng lại thì nó phải một số ha một số cái xe chạy chậm thì có thể thắng đứng lại ngay lập tức nhưng mà một số xe mà chạy nó hơi nhanh rồi cái cái bố cái bố thắng nó hơi mòn nó 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 không có được nhạy lắm thì khi mà vì cái người lái xe bóp thắng hoặc là đạp thắng cái xe nó cũng phải trượt thêm một đoạn ngắn nữa nó mới dừng hẳn lại. Rồi quý vị tự nhiên đặt câu hỏi là tại sao những cái xe mà đó phải trượt thêm một đoạn nữa mà nó không đứng luôn thì đó là do cái bố thắng nó 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 mòn à, và tốc độ chạy nó cũng hơi bị nhanh tương tự như vậy một số vị khi chứng tác đạo quả a-la-hán cũng giống như cái xe đứng thẳng đứng thẳng lại luôn thì các vị đó có thể viên tịch niết bàn và không cần phải tái sanh về cõi trời nhưng mà một số vị chứng thánh nó giống như là cái xe mà còn phải lăn trớn thêm một chút xíu nữa thì các vị đó chưa đủ khả năng chứng a-la-hán mà chỉ chứng từ sơ quả nhị quả đến tam quả thôi thì như vậy đó cái phiền não của vị đó còn nhưng mà còn một chút xíu và chính bởi vì còn một chút xíu đó các vị đó phải trôi lăn trong cái dòng sanh tử thêm một đoạn ngắn nữa mới nhập niết bàn được và bởi vì các vị đã chứng thánh rồi cho nên không thể xa đọa nữa chính bởi vì như vậy các vị đó phải sanh thiên thôi đấy đó đơn giản bởi vì các cảnh giới sa đọa không còn có chỗ dành cho các vị đó mà các vị đó chưa chứng được đạo quả A la hán cho nên các vị đó còn phải một cái chớn nhỏ nữa đấy thì mới chứng được. đơn giản như vậy thôi. À, ngoài ra thì một số một số cảnh giới ở chư thiên có các vị chứng đạo quả a la hán. Thí dụ như vị đã chứng uh, sơ quả, nhị quả tam quả uh, ở trên cõi trời và sau đó vị đó chứng luôn quả a la hán. Nhưng có đôi khi các vị a la hán đó, đó không có lựa chọn viên tịch liền. Mà các vị đó chờ cho đến hết tuổi thọ. Bởi vì sao? Bởi vì uh, nói như kiểu ngài Xá Lợi Phất ấy là ngài không mong sống lâu và ngài cũng không cầu chết sớm mọi chuyện cứ để cho nhân duyên nó vận hành các vị a la hán ở cõi trời cũng y chang như vậy đó lên trên đó chưa chứng a la hán chứng a la hán rồi thì cũng không vội chết sớm và cũng không mong sống lâu chỉ chờ thôi Nha. đủ duyên duyên còn thì ở mà duyên hết thì đi